Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin được kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và để tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu cho các bác một mẫu loa siêu trầm của hãng Kép có model HTB2. Và mẫu loa siêu trầm HTB2 này được thiết kế là khá ấn tượng với hai củ bát là 25 cm, được thiết kế ở hai mặt trước và mặt sau của loa theo cấu trúc là giáp lưng. Với cách thiết kế này thì sẽ giúp cho khả năng của loa được tăng cường hiệu suất cho loa, đem đến một chất âm rất là mới mẻ và sống động trong các không gian phòng khách cũng như là ngôi nhà của các bác. Đấy. Loa HTB2 có khả năng tái tạo âm tần khá là tốt, đem đến một chất âm siêu trầm sạch sẽ, đấy, mượt mà không hề bị méo tiếng. Loa trầm HTB2 có một tích hợp âm ly Class D có công suất là 250W, với nhiệm vụ là khuếch đại công suất cho hai cổ loa bát lớn, đem đến một chất âm khá là hoàn hảo cho các bác. Và ngày hôm nay thì cửa hàng bên sóng cũng như là cập bến được một con loa siêu trầm này thì trong tình trạng là đẹp xuất sắc đấy. Tất cả còn zin nguyên bản. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn để quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của con loa siêu trầm của hãng Kép có model HTB2 này để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp ạ. Dạ vâng, cũng như là trước màn hình nhỏ các bác đây thì đây là một mẫu loa siêu trầm của hãng Kép với thiết kế là khá ấn tượng đúng không ạ? Thiết kế thì khá là ấn tượng đấy. Tất cả là được nhám bóng rất là sáng. Các bác có thể là soi gương này đấy. Thiết kế hình quả trứng các bác nhá, thiết kế khá là độc lạ. Bên dưới thì em cũng có để một con loa trầm khác đấy. Bình thường thì các con loa trầm thì sẽ thiết kế theo cục này đúng không ạ? Cục tổ hình vuông, chữ nhật. Nhưng mà con loa trầm này thì thiết kế khá là đặc biệt, theo kiểu hình quả trứng. Bên trên thì có in một cái logo, cái tem của hãng Kép đây ạ. Đấy. Cái gân của loa khá là dày các bác nhá. Cái gân của loa khá là dày. Đấy. Có một cái âm trầm cực kỳ là tốt. Sử dụng với là hai củ loa bát 25 cm với thiết kế là giáp lưng. Và em sẽ test luôn cho các bác được thẩm qua một chút về chất âm của con loa trầm này. Các bác đã thấy thì cái chất âm trầm thì rất là hay đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ và uy lực. Tất nhiên là các không gian phòng hát karaoke hay là dàn nghe nhạc của bác thì thiếu một con loa trầm này thì cái chất âm thì không thể hay được đúng không ạ? Và hôm nay thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang bán cho các bác với cái mẫu loa siêu trầm của hãng Kép này, có model HTB2 với trị giá là 7 triệu đồng các bác nhé. Và cái trong mức giá 7 triệu đồng này là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đã bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác rồi đấy ạ. Công suất thì cực kỳ là mạnh mẽ, 250W, sử dụng là đa cầu điện 100 đến 240V. Và video clip ngày hôm nay cửa hàng bên em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.